Chào mọi người, hôm nay em còn ít đồ thôi. Mọi người xem có xem nào liên hệ em nhé. Số điện thoại 0349 653 147. Đầu tiên em đến cái kim như nía. Kim này mới chưa xa nha mọi người. Nó dài 17 cm. Kim này để mở ốc chết. Rồi, số 1 390.000. Số 2 cái lưỡi riêu. Đây có chữ ở đây mà. Chữ ở đây nè. Lưỡi riêu này nặng 1,5 kg nhé. Đây có chữ đây này. Chiều dài của nó là 20 cm. Lưỡi bảng lưỡi là 7 cm. Lưỡi riêu 3 lưỡi. Nặng 1,5 kg nha mọi người. Số 2 350.000. Số 3 cái lưỡi dao gặm. Thẹp 3 lưỡi nha. Cái này size bé thôi. Này. Lưỡi đây này là 14 này. Bảng lưỡi của nó là 3/2 ly. Nó dài cỡ 5 ly. Số 3 150.000. Số 4. Cái này không có mộc. Thẹp 2 lớp mọi người. Lưỡi 14 này, bảng lưỡi 5 cm. Dài cỡ 9 lý, 8 lý. Số 4 160.000. Số 5. Cái dao cái này con càng con sử dụng tạm được. Chữ thì có đây nó hơi mơ ra. Dao 2 lớp. Lưỡi 17 năm. Bảng lưỡi 5,5 lý. Dài 5 lý. Số 5 200.000. Số 6. Càng hư. Đây, chữ đây. Giá vạc hai mặt. Lưỡi nó 14 năm. Bảng lưỡi 5 phân. Dài 7 ly. Số 6 250.000. Số 7 càng hư ra. Chữ đây hơi mơ. Lưỡi 14 năm. Bảng lưỡi 5,5 lý. Dài 5 lý. Số 7 230.000. Số 8. Chữ đây. Cái này chữ nhỏ. Cái này cạn con sử dụng được mọi người. Con chữ con tém.
lưỡi nó là 10 4 bảng lưỡi là 5 phần 2 dày 5 ly 8 300 nghìn số 9 dao bạc hai mặt 3 lớp thẹp mọi người có chữ đây này. Càng hư rồi. Lưỡi là 17 bảng lưỡi 5 phân 2 ly dài 5 ly số 9 là 230 nghìn số 10 mọi người điều này càng rất là dài nhé nặng. Tổng giá cả của nó là 70. Rồi. Cho mọi người coi lưỡi. Nó bị mẻ mà tí đấy. Rồi, 3 lớp thẹp nhé. Có chữ thủ công đây luôn. Cả mọi người có thể về làm càng khác. Bên này có chữ thủ công nữa. Rêu nặng 2,5 kg cho mọi người. Nặng 2,5 kg. Lưỡi nó còn là 12 năm. Chiều cao là 15 năm. Rồi số 10 450.000. Mười một lưỡi cưa này, cái cưa, cái này con sai tạm được, đấy. Lưỡi dài 20, 11 60.000, mười hai, 12 60.000. 13 cái này lưỡi mìn. Lưỡi dài 17. 13 60.000. 14. Gồm có 7 mũi. Đầu tiên mũi này của hạt ét ét 11 ly rưỡi. Tiếp theo 10 ly 2. Mũi này 8 ly. Mũi này 6 ly rưỡi. Mùa này 6 ly, 4 ly, 3 ly. Mùa nào mà cun quá mọi người về mai lại thêm nhé. Rồi 14, 170 nghìn. Mùa lắm là gồm có 7 mũi. Đầu tiên 12 ly rưỡi. Mười ly. Chín ly. Chín ly của HSS. Bảy ly rưỡi của Nachi. Sáu ly. Bốn ly hai của HSS. Ba ly tứ. HSS. 15 170 nghìn. Rồi 16 gồm có 7 mũi.
Đầu tiên 13 ly. Tiếp theo mùi này, mùi quả hạt SS 10 ly. Mùi này 8 ly của Na Chi. Mùi này 7 ly, 7 ly rưỡi á. 6 ly. 5 ly. Mùi này 3 ly 9 của Na Chi. 16 170 nghìn. 17 gồm có 7 mũi. Đầu tiên 13 ly rưỡi. Tiếp theo mũi này 11 ly. Mũi này của HSS 8 ly. Mùi này 6 ly. Mùi này có hạt ét ét 5 ly 9. Mùi này 5 ly. Hạt 3 ly. Mùi 7 170 nghìn. Mười tám cái cạo. Cái này rín nha mọi người, rín hết nhé. Cạo 75. Cạo 18 200 nghìn. 19. Cạo 75. Cái này của top. Cái này có sai lược đấy. Nó hơi bể chỗ này. 19 200 nghìn. 20 cái cào ẹp. Cào mini nha mọi người. Cào này là Family Best Seal này. Cái này của Đức nè mọi người. Cái này của Đức nhá. Mọi người nhìn chữ, có chữ Best Sell này. Get Money này. Rồi. Cái này mini thôi. 11. Đây thì khoảng 6. Rồi 20 60 nghìn. 21. Cái một lít này không có thương hiệu, 250 ml, Draw Forget Steel. Cái này dùng cho hàng nặng nha mọi người. Rồi 21 90 nghìn. Hai hai cái một lít không có thương hiệu. Mọi người về xa mọi người, một tay vàng này, một tay kẹo rái mọi người. Rồi như vậy cũng đẩy vào như này mới được, còn không nó khó lắm. Nên nó hơi rít này, phải đẩy, phải kẹo rái này, nó còn cứng lắm. Vào thì được, mà ra thì phải phù nha mọi người. Size này, màu lết này 300 mọi người. Rồi 22 120 nghìn. 23 kim bơm cột. 이요미 네.
Cái này dài 32 cm. Rồi 23 250.000. 24 cái cửa này. Lưỡi dài 20. 24 60.000. 25. Lưỡi này còn khá bẹn. Cái này của Tajima. Hay là 170.000. Hay sáu cái cửa RS. Lưỡi này 18. Cửa này khá cũ rồi. Arad Madania Pang. 26 130.000. 27 cái búa. Cái này cận này này. Không có thương hiệu. Nặng 4 lượng. 27 70.000. 28. Cái này về có đầu hụt đính nha mọi người. Cái này chuyển động cốt phá. Càng hư này. Nặng 6 lượng rưỡi. Tổng chiều dài là 38. 28 110.000. 29. Này có bể nhẹ đây. Nặng 6 lượng. Dài 35. 29 120.000. 30 một cái bộ. Cái này cạn hứ đấy nhá, vỏ hứ đấy nhá. 6 lượng rưỡi. Càng dài 38. Rồi. Về thấy càng lại 30 120.000. 31 này, cái này bán cái đầu bụa đấy nhá. Có chữ đây này, có cái mộc đây này, đầu bộ đây có mẻ đấy. Ba chín ba một 90.000. 32 bộ nó cong như này. Bộ này có đốc vú nhá, rồi cong nhẹ thôi. 3 có rổ này. Càng dài 38. Nặng 6 lượng, 32 110.000. 33. Đây này càng nhựa thủy tinh nó cũng bị mòn nhiều rồi. Cái này của Yamaguchi.
cây năng sáu lượng, năng sáu lượng bà bán 100.000. Ba tư cây kẹp Eto mọi người, Eto kẹp hiệu của nó là KCAMB. Tổng giá nó là 14 phân, miệng nó là 5 phân 9 ly, gần 6 phân mọi người. Khoảng này là 6 phân rưỡi. 34 420.000. Ba lắm cái quay taro kèm theo một mũi sáu nhân một cái. Cái này là dài 7 phân này. 35 110.000. Mà sao cái kim bấm chết nữa. Cái này 10 grit này. KK NO 15L. Cái này thì cũ rồi. Cái này cũ rồi mọi người. Ba sáu chín mươi nghìn. Ba bảy cái giáo sủi. Cái này không có thương hiệu nhé. Giá nó sân xu như này này. Miệng nó là 3 phân 6. Này 37 30.000. Quá đục nhá, 38 cái này không có mộc. Chữ thì có đây đó. Bảng 1 phân rưỡi. 38 50.000. 39 cái kim. Kim này hit của hit này. Hit da bắn. Cái này khóa đây nhá. Rồi 39 80.000. 40 cái mỏ lệch CRM Draw Forget của hit mọi người, hit da bắn sai 300. Nó cận sau này này. Dùa lại tỷ. Rồi 40 160.000. 41 cái kim này. Kim này không có thương hiệu nhé.
Rồi 41 80.000. 42. Kim của MCC. Miền ngặng, cái này miền ngặng. Rồi 42 150 20.000. 43 cái đục. Mọi người về mai thêm nhé. Cây này bảng bộ phân 2. Bảng bộ phân 2. 43 170.000. 44. Cái này có tem đấy này mà không có mộc. Bảng 2/3. 2/3 ly. 44 50.000. 45. Cái này không có mộc, trừ tem con này. Bảng này 0,9. 45 40.000. 46. Cái này có mộc đấy, không có quý. Bảng 0,9. 46 40.000. 47. Cái này có mộc đấy, con quý, con tem đấy. Bảng 0,9. 47 50.000. 48. Bảng này 0,9, có mộc, có quý. 48 50.000. 49 có mộc, con khuy đầy đủ mọi người, con tem đây luôn của cá cú, cá cúm. Bảng này 1/2. 49 70.000. 50. Cái này có mộc đấy, lưỡi thì hơi bị mẻ nhẹ chỗ này. Cái này cun rồi. Dài 18. 50 110.000. Năm một. Cái này có chữ đấy, nó hơi bị rỉ từ thôi nhưng khá là sắc luôn đấy. Chữ bên này nữa. Rồi dài 16, cái này bẻn lắm. 51 70.000. 52 cái bàn mẹ này, mà đây dài bằng. 0 đến 45 này. Từ 0 đến 45 này. Này của Mỹ Tu Lo nhé. 0 đến 25 mọi người ạ. Đây nó có thông số đây. Rồi. 52 190.000. 53. Cái này thì thầy đã này da bằng này. Nó còn mấy tầng luôn á, đây một tầng, đây một tầng này.
Số 53 em bỏ quá nhé. Tại vì em quay xuống không được không ạ. Biết mắc cái chuột đâu. Số 53 em bỏ quá nhé. 54 là cái lưỡi dao. Em này có chữ đấy, chữ này rất là xinh. Dao hai mặt. Lưỡi 14. Bảng lưỡi 5 phân rưỡi. Dài 7 ly. 54 230.000. Năm năm cái giấy bảo hộ ấy. Đây, trừ đây. Đây. Sau đây có khóa mọi người hất lên này. Mọi người lưu ý nhé, hất lên đây đẩy vào. Đẩy ra như này không không được nhé. Hất lên như này, đẩy vào. Rồi. Cái này thì bóp như này. Bỏ vào dưới đây mọi người. Rồi, dây này. Này. Rồi. Dây này trồng trồng rợt nhắn mọi người. 55 1 270.000. 56 cái tô. Cái này của San Bro nhé. Miệng của nó thì 3 phân 8 ly. Còn đầy đủ mọi người. Rồi. 56 270.000. Rồi video của em đây kết thúc. Chào mọi người. Hẹn mọi người clip tiếp theo.